Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch và lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo về thời điểm hợp lý cho học sinh đi học trở lại. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đã bước vào trường học phải đảm bảo môi trường an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước, huy động nhà trường, phụ huynh, học sinh cùng chung tay tham gia vào các giải pháp cụ thể, thực tế, đảm bảo vệ sinh trường học, phụ huynh yên tâm khi con em đến trường. Chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực và phải bảo đảm môi trường trong trường học an toàn cho học sinh. Trên tinh thần chỉ đạo phải an toàn về chuyên môn và an tâm về tâm lý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc các địa phương chủ động điều chỉnh cho học sinh nghỉ học một thời gian là quyết định cần thiết. Dự kiến là chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và sắp tới sẽ trình Bộ trưởng để ký quyết định khung chương trình năm học là thời gian kết thúc năm học vào ngày 30 tháng 6 và thời gian thi trung học quốc gia là ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020. Và với cái thời gian như vậy thì chúng ta nghỉ 4 tuần và cũng được kéo dài thời gian 4 tuần. Cho nên nếu một số địa phương mà có thể học kéo dài thời gian so với kế hoạch thì cũng có thể bố trí học bù để đảm bảo cái khung thời gian kết thúc năm học đảm bảo vào ngày 30 tháng 6 và vẫn đảm bảo cho học sinh có điều kiện ôn tập để thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, theo đúng trách nhiệm thẩm quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm đưa ra quyết định chính thức về việc điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, qua đó làm căn cứ cho các địa phương thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trong trường hợp các bộ không đưa ra quyết định điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định để thực hiện thống nhất trên cả nước. Tất cả các địa phương chúng ta đặt ra cái yêu cầu đó, là môi trường này, trong trường học bước vào cổng trường thì an toàn hơn là trụ sở chính quyền. Và đã bước vào một cái môi trường an toàn như thế rồi, mà cộng với các cháu được hướng dẫn những cái biện pháp như rửa tay, như là ho thì như thế nào, thì mọi thứ tôi nghĩ rằng là phụ huynh, học sinh và toàn xã hội sẽ thấy yên tâm. Để chuẩn bị thời gian để nó... Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân có nhận thức đúng về dịch bệnh, thực hiện nghiêm công tác phát hiện cách ly người nhiễm COVID-19, tập trung điều trị theo mô hình phân tán, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành nhằm hỗ trợ y tế tuyến huyện, bảo đảm tất cả các trường hợp nhiễm COVID-19 đều được chữa khỏi theo tinh thần, không chủ quan, không hoảng sợ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có quyết định sẽ tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan cần kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch ở một số địa phương tập trung nhiều lao động, đặc biệt là lao động đến từ các vùng có dịch. Các cơ quan đơn vị khuyến cáo những lao động nước ngoài ở vùng có dịch về quê dịp Tết chưa nên quay trở lại Việt Nam làm việc. Nếu quay trở lại thì phải được cách ly 14 ngày theo quy định của ngành y tế. Đồng thời, các cơ quan đơn vị tạm lùi thời gian xuất cảnh của lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài nếu thấy cần thiết, kiểm soát chặt số lao động xuất cảnh trong thời gian này. Hiện nay, nhiều công trình công cộng, đặc biệt là những công trình theo thiết kế cũ, chưa chú ý tới việc xây dựng các làn đường tiếp cận dành cho người khuyết tật. Đôi khi, chỉ những bậc tam cấp ngay cửa ra vào, những rào chắn, hay hành vi lấn chiếm vỉa hè ở một số nơi công cộng đã khiến cho mọi con đường, cánh cửa, mọi cơ hội có thể đóng lại đối với họ. Chị Đinh Thị Hường, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, bị khuyết tật bẩm sinh nên việc đi lại luôn phải gắn với chiếc nặng hơn chục năm nay. Di chuyển khó khăn nên mỗi lần có việc phải đi ra ngoài đường hay đến trụ sở Ủy ban Nhân dân để giải quyết các giấy tờ. Chị gặp rất nhiều khó khăn. Sự bất tiện của các công trình công cộng ít nhiều làm chị e ngại và hạn chế tối đa việc đến những nơi như thế này. Khi mà đi nặng mà không cẩn thận thì sẽ dễ bị trượt ấy ạ. Nên là cũng rất là khó. Còn đối với người đi xe lăn thì thật sự là khó. Khó hơn so với những người đi nặng như chúng tôi. Trời nắng thì chúng tôi có thể đi được nhưng mà trời mưa thì chúng tôi rất là sợ trơn trượt. Thực tế trên địa bàn tỉnh, hầu hết các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, bưu điện, bảo tàng, bến xe, các khu nhà vệ sinh công cộng có rất ít hạng mục đạt chuẩn, phục vụ tốt cho nhu cầu của người khuyết tật. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có khoảng 24.000 người khuyết tật, chiếm 3,1% dân số, trong đó có hơn 70% người khuyết tật vận động.
Con số này sẽ tiếp tục tăng do các nguyên nhân như tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Các công trình công cộng thì là chưa tiếp cận được là lối đi hoặc là rất khó khăn. Khi có một cuộc họp mà, hoặc là được mời đi thì người ta e ngại về cái vấn đề đi lại, không có cái đường tiếp cận cho người khuyết tật. Vừa qua thì tôi cũng có đi khảo sát một số các cái công trình về hè của Ninh Bình. Cái đường mà chéo của cái về hè thì cũng đã là để vát để dốc. Thế nhưng mà đối với lại một người đi xa lăn lên thì rất là khó, nên là phải bằng với mặt đường. Một cái nơi mà có thể là thu hút rất là nhiều những cái du khách, người khuyết tật, người ta có thể tham quan. Ví dụ như Bảo tàng Ninh Bình. Bảo tàng Ninh Bình thì thực sự ra là tiếp cận lên đến nền nhà còn đang khó, chứ chưa nói đến lên đến các cái tầng của gian trưng bày. Theo luật người khuyết tật quy định, người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, sống độc lập, hòa nhập cộng đồng, tiếp cận công trình, phương tiện giao thông công cộng. Quy định đã rõ nhưng thực tế có rất ít các công trình có thiết kế hạng mục dành riêng cho người khuyết tật. Hiện nay một số công trình mới xây dựng, một số khách sạn, nhà hàng đã có những lối lên xuống, thang vịn dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên số lượng các công trình này còn quá ít so với sự gia tăng và nhu cầu tiếp cận của người khuyết tật. Vừa qua đây thì nhà trường đã được tiếp quản một cái chương trình hỗ trợ cộng đồng, trong đó người khuyết tật, một cái công trình vệ sinh dành cho đối tượng người khuyết tật. Nhà trường cũng thấy rất là hiệu quả. Đấy, những em học sinh thì có những cái đường lên, những cái lối lên rất là thuận tiện. Những cái công trình như thế này thì cũng rất nên là được mở rộng. Ví dụ như trong luật người khuyết tật, người ta có cái lộ trình. Nó có cái lộ trình, họ quy định cái lộ trình là đến năm bao nhiêu thì các công trình thuộc về phía nào phải đảm bảo cái tiêu chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật. Ví dụ như là giáo dục, rồi giao thông vận tải, rồi các cái công trình đô thị. Cũng chỉ mong muốn là các cấp chính quyền quan tâm và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện đúng cái lộ trình đó thì cũng đã là tốt, là rất là tốt cho người khuyết tật nói riêng và các cái đối tượng khác. Các công trình công cộng nếu đầu tư xây dựng có tính đến nhu cầu của người khuyết tật sẽ giúp họ hòa nhập và đóng góp vào sự phát triển xã hội một cách dễ dàng hơn. Thời gian qua, thành phố Ninh Bình đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cây trồng vật nuôi với mục tiêu hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao. Trong năm 2019, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 2.100 ha, trong đó diện tích cây lúa đạt gần 1.500 ha, với sản lượng đạt trên 9.500 tấn. Thành phố đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển rau, hoa, ứng dụng công nghệ cao tại xã Ninh Phúc và phường Ninh Sơn, qua đó điều chỉnh một số nội dung của đề án cho phù hợp với thực tiễn địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, các xã, phường thường xuyên theo dõi và tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Cơ cấu cây trồng đã có chuyển biến rõ nét, các vùng chuyên canh cây trồng chất lượng cao được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Diện tích trồng hoa được mở rộng từ 5 ha lên gần 20 ha vào chính vụ. Các loại hoa, rau màu đa dạng, phong phú, phù hợp nhu cầu của người tiêu dùng. Đối với quần thể di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, hiện nay ranh giới vùng đệm được xác định là trên 6.000 ha, chiếm trên 49% diện tích di sản. Trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thì việc quản lý vùng đệm được xác định là yếu tố quan trọng, tạo vành đai vững chắc, đảm bảo tính toàn vẹn của vùng lõi. Tuy nhiên, công tác này cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Bởi vì cái cánh đồng này là chỉ cấy được một vụ lúa. Đây là cánh đồng bên sông Bến Đang, có diện tích trên 126 ha, nằm trên địa bàn xã Sơn Hà, huyện Nho Quan. Khu vực này được xác định là thuộc vùng đệm của di sản Tràng An, và hiện nay bà con vẫn sử dụng để canh tác lúa. Trước đây, một số hộ dân trong vùng mới cải tạo xây dựng công trình chuồng trại chăn nuôi, xây dựng giao thông nội đồng. Hoạt động này nếu triển khai tự phát sẽ làm thay đổi mặt bằng, vì thế chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân tháo dỡ trả lại hiện trạng cho khu vực được bảo vệ. Không, cái khó khăn của địa phương tôi thì chắc là nó cũng có một phần thôi, nhưng mà cái khó khăn nhất của địa phương tôi bây giờ là ví dụ cái vùng đó là vùng đất 500 mà vùng canh tác ấy, thì ví dụ như mà phá vỡ mặt bằng hoặc là
để trồng cấy thì người ta phải ví dụ phải đắp bờ hoặc là phải làm giao thông thủy lợi thì lại là không ấy, nó xáo trộn mặt bằng một chút, nó khó khăn trong việc quản lý đất đai thôi. Đấy, chứ về còn vật chất tự xây dựng nước các thứ thì nó không khó khăn, bởi vì cái đấy không nằm trong cái vùng để xây dựng. Loại hình dịch vụ lưu trú tại nhà dân đang tạo ra một sản phẩm du lịch tham quan trải nghiệm cuộc sống văn hóa địa phương kết hợp nghỉ dưỡng khá hấp dẫn. Theo ước tính, hiện nay trên toàn khu di sản Tràng An có 221 cơ sở lưu trú, trong đó vùng đệm có trên 140 cơ sở. Tuy nhiên, nhiều hộ dân khi kinh doanh dịch vụ đã vi phạm luật di sản như tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trên đất không được phép xây dựng không đúng giấy phép xây dựng, đã tác động không nhỏ đến cảnh quan khu vực di sản. Cái vùng lõi cũng là cái vùng quan trọng rồi, nhưng trong khi đó là cái vùng đệm thì quan điểm của chúng tôi là cũng đưa lên là cái tầm quan trọng. Đấy, để chúng ta có cái vùng đệm mà chúng ta đã an toàn rồi thì vùng lõi thì chúng ta cái cũng sẽ là cái an toàn hơn. Theo quy định của pháp luật, đối với khu vực vùng đệm di sản, người dân được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển dịch vụ. Song mọi thay đổi phải hợp quy hoạch và theo định hướng của cơ quan quản lý, vừa đảm bảo được cuộc sống dân sinh, đảm bảo tính toàn vẹn xác thực của di sản. Cũng theo ý kiến của nhiều chuyên gia quốc tế, trong quá trình bảo tồn di sản, không phải là không cho những giá trị mới như xây dựng hạ tầng, bổ sung giá trị cho di sản. Nhưng tất cả những thay đổi đó phải tuân thủ nguyên tắc dựa trên những nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khảo cổ xác thực. Quản lý vùng đệm có vai trò quan trọng không kém gì vùng lõi di sản. Chúng ta cần phải có quy hoạch chặt chẽ, cần căn cứ vào bản chất của từng vùng đệm để đưa ra mục tiêu kế hoạch quản lý cụ thể. Tuyên truyền cho người dân thấy được làm gì và không được làm gì để bảo tồn di sản một cách bền vững. Thực tế cho thấy, mục tiêu cao nhất là bảo tồn và phát huy tốt giá trị của di sản di tích. Tại vùng đệm, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội phải tuân thủ theo quy định với mục tiêu hỗ trợ bảo vệ vùng lõi di sản và có đánh giá tác động trước khi thực hiện. Do vậy, các ngành chức năng phối hợp với địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra giám sát để mọi người dân hiểu rõ quy định và cùng chung tay góp phần bảo vệ di sản trên địa bàn. Nếu không kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, cấp 4 ngay trong tháng 3 tới để trả lương cho hơn 1 vạn công nhân gác chắn tuần đường, thì nguy cơ sẽ phải dừng chạy tàu trên toàn quốc. Vậy, đâu là nguyên nhân về thông tin bất ngờ này? Và các cơ quan của chính phủ sẽ phải vào cuộc như thế nào để duy trì những đoàn tàu chạy dọc Bắc Nam? Dù chưa được ký hợp đồng công việc trong năm 2020, nhưng những công nhân duy tu, tuần đường, gác chắn này vẫn duy trì công việc hàng ngày của mình. Những thanh tàu vẹt hỏng, những con ốc vít hoen rỉ đã được đánh dấu, cần phải thay thế kịp thời, nếu không sẽ ảnh hưởng đến an toàn tàu chạy. Đồng lương ít ỏi, lại còn bị nợ lương, nhưng họ vẫn tận tụy với công việc. Bởi từ cuối năm 2019, cấp trên đã ra mệnh lệnh, bằng mọi giá phải bảo trì kết cấu đường sắt, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho tàu chạy. Do là hợp đồng đặt hàng chưa ký, người lao động thì ít nhiều cũng ảnh hưởng của mặt tâm lý. Dưới góc độ quản lý của công ty thì công ty cũng thông tin rộng rãi cho người lao động là hiện nay đến hết tháng 2 này thì công ty vẫn cố gắng cầm cự để thanh toán được lương cho người lao động. Trước đó, trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Bộ Giao thông Vận tải giao dự toán ngân sách cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để ký hợp đồng công ích với 20 công ty của đơn vị với tổng số hơn 11.300 lao động trong khối hạ tầng, đảm bảo hệ thống đường ngang và đường sắt được duy tu, bảo trì, gác chắn thường xuyên, đảm bảo an toàn cho tàu chạy. Nhưng từ tháng 11 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Những vướng mắc về ngân sách từ đây mới nảy sinh. Chắc chắn là không thể duy trì được sang tháng 3, bởi vì các công ty hạ tầng này vốn họ chỉ có từ 10 đến 20 tỷ vốn chủ sở hữu và nó nằm ở tài sản. Và bây giờ có vay ngân hàng cũng không được, bởi vì không có hợp đồng đặt hàng thì không thể vay được ngân hàng. Đấy, tổng công ty cũng không thể trả tiền cho họ, bởi vì tổng công ty đâu có phải là đơn vị được nhận dự toán. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã nhiều lần báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, thậm chí đã báo cáo vượt cấp lên Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị tháo gỡ những khó khăn đang tồn tại này. Từ tháng 6 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo với Chính phủ về những khó khăn
vướng mắc của ngành đường sắt. Bộ đã giao vốn ngân sách bảo trì đường sắt cho Cục Đường sắt, nhưng vì vẫn còn vướng các văn bản quy phạm pháp luật nên vẫn chưa thể giải quyết ngay. Tôi cho là quan trọng nhất là bây giờ phải xử lý được cái phần là giao cái dự toán cho Tổng ty Đường sắt Việt Nam, và cái đấy nó phù hợp với quy định pháp luật, còn chưa trường hợp mà nó có những khác với lại một số quy định pháp luật chưa đồng bộ thì sẽ phải có quyết định của cấp thẩm quyền. Con người ta để theo dõi liên quan đến đề xuất điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về lại Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết việc này Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định, nhưng trước mắt cần đánh giá tác động để giải quyết vốn ngay cho đường sắt. Và trong khi chờ đợi quyết định của Thủ tướng thì hơn 11.300 lao động ngành đường sắt vẫn đang phải cố gắng cầm cự để duy trì hoạt động của hệ thống đường sắt. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn, và xin kính chào tạm biệt.